Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTVN. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam nước ta. Mưa xuất hiện kèm không khí lạnh đi sau nó nên về chiều nay sau 16 giờ, miền Bắc chịu ảnh hưởng của mưa và rác. Khi đó, nền nhiệt ở phía Bắc sẽ giảm xuống mức từ 19 đến 21 độ ở vùng núi và từ 20 đến 23 độ ở vùng đồng bằng Trung Du. Với sự tràn xuống mạnh của không khí lạnh, trong đêm nay, khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ giảm xuống mức dưới 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ đêm nay, cả miền Bắc trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét lạnh. Lui xuống miền Trung, chiều nay trở đi, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực phía Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Trung tiếp tục ở ngưỡng cao từ 29 đến 32 độ. Đến chiều và tối, ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ bắt đầu xuất hiện những cơn mưa dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Đến tối và đêm nay, mưa sẽ lan rộng xuống khu vực Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Từ ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dự động của đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 400 mm, nên nhiệt độ khu vực này trong ngày hôm nay dao động từ 29 đến 32 độ. Lui xuống phía Nam, ở Tây Nguyên vẫn còn nắng nóng cả ngày và nhiệt độ cao từ 29 đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ có mưa rải rác về chiều và tối nên nhiệt độ ở mức từ 31 đến 33 độ. Đáng lưu ý là mưa về chiều kết hợp với sự ảnh hưởng của triều cường dâng cao nên càng khiến cho khu vực ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ xảy ra tình trạng ngập ống gia tăng. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ trưa và chiều nay có gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn giữ gió Đông Bắc nhưng chỉ còn mạnh cấp 3, cấp 4. Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.